Vâng, đây cháu cho bác là 20.000 nạp thẻ điện thoại nhá. Đấy, không Dạ. cháu không có tiền tài khoản. Thế để đi đâu có tiền thì nhắc cũng Vâng, làm đâu. đây cháu cho bác nhá. Mỗi lần này khó khăn lắm rồi ông Vâng. ơi. Phải đôi lúc vừa đi mà vừa ghi hình, vừa nói chuyện với các bác thì đỡ mệt hơn các bác ạ. Nếu mà đi mà không nói chuyện thì cảm giác là rất là mệt. Đây đây là con xe của hai anh em hải sử mồ côi này. Con xe này thì cháu được nhớ không nhầm là được bác là Trần Thị Tuyên. Ra đây thì là nhìn thấy là những cái vết này thì đã bị như kiểu là bị đổ ở đâu sao hay là bị ngã đấy. Cái máy này còn dùng tốt không hả sử? Máy phát cỏ này vẫn dùng tốt đúng không? Không để chỗ khác là để cho phòng của Hải luôn à? Hai con này sắp to ngang bằng nhau rồi nhỉ? Đấy, cháu Lực vừa hỏi ông là thời điểm này là ông ở một mình à? Thì ông bảo là ông ở một mình các bác ạ, cùng cùng với lại các con của chú nữa. Bộ này là cho sân. Cái này là chỉ có hai thanh niên bé bé thôi, áo hiệu Balen Chicago này. Đây. Không biết là bảy là chưa được cái bộ nào nhỉ, bảy nhờ. Ô cháu phụ cha không to 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 bị cha nhỏ ha. Ô cháu to phụ. Đấy, vừa rồi thì chú nói gì Hải có thể dịch lại cho anh nghe được không? Chú bảo là cảm ơn bà gửi quần áo về gia đình chú ạ. À rồi. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bảng Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, các bác nhìn thấy cái cung đường này thì cũng khá là quen với lại là các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rồi. Cái con đường này thì đối với cháu Lực đó là một cái kỷ niệm mà không bao giờ quên được cô bác ạ. Con đường này là cái con đường mà lấy vật liệu đi vào nhà của hai anh em hải sử mồ côi, và cũng được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh và cũng có yêu quý và gửi cho cháu Lực là cái kinh phí cũng như là phần trợ duyên của các bác để mà giúp đỡ cho hai anh em hải sử có một cái ngôi nhà. Và hôm nay thì cháu Lực không phải là đi nhà của hai anh em hải sử của bác, nhà của hai anh em hải sử thì cháu Lực cũng đã kết thúc chương trình cũng khá là lâu rồi cô bác ạ. Và thêm nữa thì là hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của bà Bảy ở Biên Hòa và Đồng Nai. Đấy, và bà là gửi cho cháu Lực là nhờ cháu Lực chuyển cho là nhờ cháu Lực chuyển cho chuyển dùm bà đến chú của hai anh em hải sử. Hai anh em hải sử và cảm ơn con nó nhiều. Có vẻ như là không trời này là sắp chuẩn bị mưa rồi các bác ạ. Đấy, mọi khi thì cháu Lực là lấy xe là gần đến nhà của hai anh em hải sử luôn các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là hôm nay là không thể lấy xe được vào rồi các bác ạ. Ở đằng trước cháu Lực thì các bác nhìn thấy là sạt rất là nhiều. Đấy, sạt rất là nhiều cho nên là quyết định là bỏ xe ở lại cái tí nó thì đổ. May mà chắc là còn biết tí võ công của bác ạ. Hôm nay quyết định là sẽ để xe ở đây thôi các bác, và cháu Lực với lại là thêm là bạn cameraman thì sẽ mỗi người chia nhau là một số quà để mà gửi đi, và kèm theo đó thì là bà có gửi cho cháu Lực là 500 ngàn của bác nhé, 500 ngàn, và bà có nói là mua cho chú của nhà hải sử là một thùng mì tôm. Đấy, tuy nhiên thì là cháu Lực nói với bà là nhà của anh em hải sử thì khá là đông người cho nên là mua là 2 thùng, và ở đây là 1 thùng thì cháu Lực mua là với giá là 90.000 của bác nhé, và 2 thùng là 99 18 là hết là 180.000. Và cái số tiền còn dư đấy, số tiền còn dư là 320 ngàn. Đấy, 320 ngàn thì là bà tiếp tục là gửi vào những hoàn cảnh khác. Đấy, thì ở video này cháu Lực sẽ không có nói là gửi cho hoàn cảnh nào, để khi mà cháu Lực đi vào hoàn cảnh đó thì cháu Lực sẽ mới công khai lên là bao nhiêu của bác nhá. Đấy, thì cũng nói với lại là các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì cháu Lực nhận được của bà Bảy là 500 ngàn của bác nhá. Và 500 ngàn thì là trả cái tiền cước này hết là 130 ngàn nữa. Đấy, 130 ngàn nữa. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là bà có bảo với cháu Lực rằng là mấy hôm nữa là bà sẽ gửi thêm. Đấy, bà sẽ gửi thêm để bù vào cái khoản này. Thứ mai tật tệ. Lăng áo xử bắn đấy. Khá lô này phải xem đây nó nộ. Là càng phải hết Lăng mì tôm ta thùng quà chứ. Milo biết. Hả? Milo. Ủa mì nào? Bác này là vừa đi uống rượu về bác. À, mà đang ở từ là lâu à, tới mấy tệ cũng tệ phim ăn Ồ, lên bài mai gì ta? mấy mươi chiều mấy mấy
Khóc cả. Sài cũng nằm tháng. Nằm điện thoại á? Ờ, bố mi nào, lá mi tiền tiền mặt gì? Mi sài cũng nằm như thế nào? Hả? Là bố mi nào? Chú bảo là dẫn lực là nạp cho chú và 20.000 tiền thẻ điện thoại đấy, nhưng mà chỉ có tiền mặt thôi, không có tiền tài khoản. Mi tiền mặt chơi bố mi tiền tài khoản. Bạn lăng à, bác? Bác chơi bố cái đó đấy nổ. Ủa dù có dù chú ơn kìa bà. Cái đó đấy. Mày ngang ngó quá. Đưa vào nó lung mà nữa bác. Chú cái giờ sao lắng đi xử bây ta? Nó mới bác khám với ông ra. Ồ, bạn nhậu của ông xử của bác ạ. Không phải đâu. Không phải á? Bác say. Bác say à? Nhưng mà chơi bạn mình khó khăn lắm mà cái giờ của chúng mình. Bác bảo khó khăn quá cho mình nhìn nữa, bác thì chắc cho uống rượu thôi nhá. Không. Bác có uống rượu mấy? Uống rượu phô mê rồi nó khám lại rồi nó thải chứ rồi. À? Có để ý rồi mà bị có tỉ có thể đi bị trắng bậy đấy. À. Bố mình chán lâu rồi. À, thế là bác là bây giờ là đi xuống xá, bây giờ là đi đâu để nạp thẻ à? À. 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 Anh Tùng là cái con Tùng mình. À, Tùng à, đi nhà Tùng à? Chồng của nghe mình đi là quang mình á. À. Cháu không có tiền nạp tiền thẻ điện thoại, nhưng mà cháu cho bác là cho bác là 20.000 nhá. Thế rồi xin lỗi nhá. Vâng, đây cháu cho bác là 20.000 nạp thẻ điện thoại nhá. Đấy, không dạ. Cháu không có tiền tài khoản. Đây. Thế để đi đâu có tiền thì nhá. Vâng, đây cháu cho bác nhá. Lần này khó khăn lắm rồi. Vâng. Mà chú để nhà bác lên con là nhà phụ này. Vâng, bác nói nhanh quá thành ra là cũng không nghe được gì cả. Bác đi nhá, cháu cũng đi ra kia đây. Con gắn đó. Vâng, vâng. Nhá. Bác biết tên cháu không? Chả biết là cháu ở đâu, ở Cung Mùi à? Cháu Cung Mùi ấy, không biết à? Đấy là bệnh. Quang nào? Dạ. Dạ. Quang cậu nào, ở bố ấy. À, bố cháu tên là Nghiêm. Mày là bệnh thích đấy. Bác biết bố cháu à? Bố dù là Cung Mùi ấy, vâng. Sao đây mà bác cũng không hiểu á. Vâng, vâng. Thế cháu, cháu bác... Cháu cậu như mình hiểu. Vâng, thế bác đi nhá, nhưng mà đi đừng lấy tiền uống rượu nhá, mua thẻ nạp điện thoại nhá. Vâng, vâng. Xin lỗi nhá, vâng, vâng. Có chút chân linh nhá. Vâng, vâng, vâng. Vâng, hôm nào cháu đi qua nhà thì cháu vào. Vâng, đấy. Vâng, thế thì bây giờ là vâng, vâng. Đấy thế là nhà ông này trên kia. Vâng. Vâng. Ngõ ngay một chỗ là linh nhà nhà ông. Vâng, nhớ là ông đừng cả đi cái quăng ở nhà. Vâng, nhớ là ông đừng lấy tiền uống rượu nhá, nạp điện thoại gọi nhá. Vâng. Vâng, vâng. 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 Đây còn là bây giờ thì sẽ phải là vận chuyển đồ này ra bên kia đó các bác. Hai thùng mì tôm thì chắc là hai anh em thì sẽ thoải mái thôi các bác. Cho bạn cameraman làm một thùng nhé. Đấy. Có vẻ như là cháu Đức khỏe hơn các bác thì sẽ làm hai thùng. Cất chìa khóa xe đúng không? Đây, cái con đường này là mới đào các bác ạ, mới đào cho nên là sau một cái thời gian mà mưa bão lớn ấy, các bác nhìn thấy này có một cái khe rất là lớn, những khe này là nước chảy vào đây, thành ra là nó bị dò hết cái đất của nó đi. Con đường này là vào cái thời điểm này, nếu mà để mà vận chuyển vật liệu vào đấy thì là cực kỳ là khó hơn các bác, còn khó hơn cả cái thời gian đầu nữa. Nhà của hai anh em Hải Sử thì nếu mà các bác có theo dõi được là những cái video mà cháu Đức đăng tải lên các bác thì cũng vào cái thời điểm này là khởi công. Phía trước mặt này thì thấy là bị sạt hầu như là lấp hết cả đường rồi. Những cái chỗ này thì chắc là bà con là lấy cuốc để mà tự đào lại. Phải đôi lúc vừa đi mà vừa ghi hình, vừa nói chuyện với các bác thì đỡ mệt hơn các bác ạ. Nếu mà đi mà không nói chuyện thì cảm giác rất là mệt. Thế còn cái phần quà này là không phải trao cho của nhà hai anh em Hải Sử của bác nhé, là trao cho chú của Hải Sử. Nhà chú thì các bác theo dõi được những trên kênh thì các bác không có lạ gì nữa thôi. Con đường này nếu mà không có bị sạt lở nhiều như thế này là có ô tô là đi được vào đấy. Đường này là người ta đào đường 4 mét dưới các bác ạ. Nhưng mà không biết là năm nào người ta mới đổ bê tông.
có vẻ như là trời mưa ra kia rồi các bác ạ. Thấy là trên kia có một cái đám mây trắng trắng này, cộng với lại thêm là những kiểu mưa đấy. Còn là cái chỗ này thì đường là rất là đẹp này, không bị sạt lở một chút nào cả. Có lẽ là bây giờ sẽ phải là dừng chân một chút các bác. Cái thùng này từ đâu đó là xem là bao nhiêu cân nào. Thùng này thì có vẻ như là ở đây, nhưng mà lại xé mất đi đâu rồi. Thế là 20 kg hay sao các bác thùng này. Ui, cái bảng điện là làm như thế này thì cũng rất là nguy hiểm các bác này. Trẻ con thì đi chăn trâu này hay là thấy những cái automat này này các bác này, thấy là thích thích, thành ra là cái màu đẹp đẹp nữa, cứ thích nghịch thôi. Cái cột điện này là trước cũng làm khá là cao các bác ạ, nhưng mà sau khi mà làm cái con đường này này thì cái bảng điện nó khá là thấp. Bây giờ thì sẽ nghỉ ngơi một chút nữa để mà vào nhà tiếp tục là đi vào gửi cái phần quà của bà Bảy tới cho chú của Sự. Thật sự ra thì cũng có nhiều các bác khán giả có nói rằng là sợ là gửi quà nhiều ấy, gửi quà nhiều thành ra là cháu Lực là khi mà vận chuyển ấy, hay là đem đi ấy, thì là đi khó, sợ là cháu Lực mệt ấy. Thì cháu Lực cũng đã nói với lại các bác rồi và nói trên kênh thêm một lần nữa. Đấy là những cái tấm lòng của các bác. Các bác gửi nhiều hay ít thì nó cũng là tấm lòng, cho dù là nặng hay là nhẹ thì cháu Lực vẫn sẽ tiếp tục, sẽ cố gắng để mà gửi những cái phần quà cũng như là cái tình yêu thương của các bác tới cho những cái hoàn cảnh đó. Hay còn là bây giờ thì cháu Lực xin phép là dừng ghi hình một chút các bác nhé. Ra đằng kia thì cháu Lực sẽ ghi hình thêm. Sau một cái thời gian di chuyển để là hiện tại cháu Lực là đến gần nhà của hai anh em Hải Sử mồ côi rồi các bác. Và cái khung hình này thì là nếu mà các bác theo dõi từ những cái video trước mà cháu Lực là lên trên này để mà chia sẻ lên thì các bác không có xa lạ gì nữa. Phải nói là ở đây cũng ra một khung hình mà khá là nhiều cái video cháu Lực là đứng tại chỗ này để ghi hình rồi các bác. Hiện tại thì cũng được đâu đó là gần 2 tháng rồi cháu Lực là không lên đến đây. Đâu đó là gần 1 tháng rồi các bác, 2 tháng thì là xa quá. Đây là con xe của hai anh em Hải Sử mồ côi này. Con xe này thì cháu Lực như không nhầm là được bác là Trần Thị Tuyên là bác ấy mua cho. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì cũng gần 1 năm rồi các bác. Đấy, gần 1 năm rồi, thấy là đường ở trên này thì có vẻ như là khó quá hay sao ấy. Thấy em ấy là xe này, xe cộ là những cái này là bị xước hết rồi. Yếm gương thì là không thấy có một cái gương nào. Ra đây thì là nhìn thấy là những cái vết này thì đã bị như kiểu là bị đổ ở đâu sao hay là bị ngá đấy, là gãy hết rồi. Đấy, ra khe này thì cái yếm ở bên này thì là bị gãy rồi này, không biết là bên này thì đã gãy chưa. Bên này thì có vẻ như là quẹt phải đâu sao, cái này cũng hỏng hết rồi. Đấy, tuy nhiên thì là xe thì nó cũng chỉ là một cái phương tiện là đi lại thôi, thì không thể tránh được những cái lúc mà bị đổ hay là bị ngá cả. Đấy, và thêm nữa thì người ta nói là của biển thì tại người mà, nếu mà mình giữ được thì nó sẽ biển hơn. Thế còn là bây giờ thì tôi được xin mời các bác là cùng đi xuống nhà của chú của Sử các bác nhé, chú của hai anh em Hải Sử mồ côi. Ây da. Đấy, thùng đấy nhá. Cái đoạn dưới này thì chắc là không thể mà đi xe máy được rồi các bác ạ. Cái đoạn này bây giờ nếu mà để mở rộng thêm ấy, thì là đất ở đây như là không phải đất của nhà hai anh em Hải Sử, cho nên là cũng không có mở được hay sao ấy. Trước cả cháu Lực cũng đã hỏi rồi. Hôm nay thì có một cái rừng măng nứa này. Rừng măng nứa thì có vẻ nhìn là lâu lắm không lên, là nhìn có vẻ là cũng khá là chill các bác. Nhìn trông như kiểu mấy phim kiếm hiệp ở trên trên tivi ấy.
Sau này chắc các em không chịu phát hay sao, thế là cỏ mà rậm rạp quá như kiểu không có người ở. Có vẻ như là mưa nhiều quá nhỉ, nhìn chỗ nào cũng bị sàn đấy nhở. Chó này ghê đấy nhở. Ê, ơi, mệt mỏi quá, ra nhà Hải Sử nghỉ ngơi một chút. Hải Nhao Sử ơi, Hải Nhao, Hải đâu rồi? À thấy nhà ông à, đang có một phần quà gửi tới cho chú ấy. À chỗ này Sử láng lại à? Hay là vẫn từ hôm nọ ấy? Từ hôm nọ là anh em mình láng rồi đúng không? Xuống gửi cái phần quà cho chú của Sử một tí. Cho xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Ôi dạo này có vẻ trưởng thành râu ria dài đấy. Nhờ? Vâng. Một mình ở nhà hay là vợ có ở nhà không? Vợ ở nhà. Vợ ở đâu rồi? À vợ trốn à? Cái máy này còn dùng tốt không à Sử? Máy phát cỏ này vẫn dùng tốt đúng không? Không để cho khác là để cho phòng của Hải luôn à? Rảnh đi lấy cái máy phát này phát ngay hết xung quanh nhà đi. Không mà Hải bảo Hải dậy chịu khó dọn dẹp mà một chút. Mọi cái tivi tủ lạnh vẫn dùng ok chứ? Dùng ok đúng không? À, không có cái nào bị hỏng rồi đúng không? Cái nào mà bị hỏng thì có thể là đến không biết là hết một năm chưa? Nếu mà chưa hết một năm thì có thể là vẫn còn bảo hành nhá. Nhưng mà theo anh ý thì chắc là chưa có bảo hành đâu. À chưa hết bảo hành đâu. Đấy nó hỏng thì là đem đi sửa. Có cắm lên, nay là tivi vẫn cắm lên chứ? Này cẩn thận là nó có khi nó rơi xuống nhá. Cái bàn học của Hải là bảo Hải là dọn dẹp một chút nhá. Đấy, đừng để lúc nào lên mà cũng có nhiều quần áo trên đây, quần áo thì tủ có mà đúng không? Rồi. À, đi xuống nhà của chú Sử không? À, thế anh đi xuống đây nhá. Cái máy này dùng được không? Được đúng không? Đấy, nhà của các em thì bây giờ là hầu như là cái gì cũng đầy đủ hết rồi, chỉ cần lên giam ở thôi. Cái này là hạt bí à? Này dùng để trồng hay là dùng để làm gì? À, thế là dùng để trồng à? Nên là lấy quả ăn xong mà lấy hạt này phơi à? Cái hạt này nếu mà để đem đi bán cũng có người mua đấy nhỉ? Chung gà này có con gao đấy Sử. À chỗ này có vẻ hôm nọ hai anh em lấp lại à? Nhìn nó rộng ấy. Hôm nọ đẩy đất từ bên kia sang à? Nhưng mà đẩy đất này người ta cũng cho đẩy cho để à? Ô nhưng mà cái cây này đào ra đây trồng lại à? À, nhà xả xuống này đem anh chồng đúng không? Dưới kia có phải thọc quả không đấy? Không phải á? Gà đi chơi hết là vấn đề. Đi hết rồi. Đấy, anh đi xuống nhà chú Sử tí nhá. Nhà kia có vẻ là bật nhạc ấy sùm hết lên. Cái máy này hỏng ấy không được ấy Sử. Không được à? Này Sử lấy cái bao xi cái láng lại chỗ này này. Để cho nó đất nó không bị động lại. Nước nó động lại nhiều quá. Ui à, chó này cũng có gần tháng lên mà to phết nhở. Thấy là vừa rồi chó lực xuống là sủa ghê lắm không bác ạ? Ôi lợn này to phết nhở, Sử nhở. Ôi lâu lắm không lên mà. Có vẻ như con này là to hơn đấy Sử nhở. Lâu lắm không lên mà nhìn thấy con này là to hơn rồi các bác ơi. Đợt trước đi mua thì đâu đó là tầm mình chống lực nhớ không lầm là 19 cân bao nhiêu ấy. Bây giờ mà to ngang bằng con này rồi.
Con kia trước là con bé bé tí xử lấy lên đấy à? À, con bé bé đợt trước đấy à? Hai con này sắp to ngang bằng nhau rồi nhỉ? Này là nhà các em thì mùa này là có ngô đấy các bác, cho nên là cho ngô ăn rất là tốt. Ôi, chỗ này nó kiểu chảy thành một cái khe suối luôn rồi này. Nhiều nước quá. Trên nhà của Sử là vào cái mùa này là từ trên nước trên nhà xuống là như kiểu là một cái khe nước các bác. À, khá là nhiều nước. Tất cả mọi thứ ở đây là vẫn khung cảnh đấy là vẫn như thế, không có gì thay đổi lắm cả. Lấy quà để ra bên này xong là đi ra nhà của ông trước các bác ạ. Hải ơi, cho Lực Xé để đồ đây một chút đã cô bác. Thì đi ra nhà của ông trước rồi một tí cho Lực Xé lên trên đây sau. Ui, có vẻ như là chỗ này thì cũng bị thiệt hại về lúa này, sạt lở đấy cô bác. Không biết là ông có ở nhà không á? Thế là cửa thì thấy đóng cửa rồi. Vừa thấy mấy thanh niên ở đây không biết là trốn đi đâu hết rồi. Mấy thanh niên này cũng khá là ngại quay video quá, thành ra là chạy trốn hết rồi. Vừa thấy có mấy thanh niên ở đây mà không biết là chạy đâu đấy. À, trốn ở kia kìa. Bố có ở nhà không? Bố có ở nhà không? Thế cùng chú đi nhà một tí đi nhờ. Hôm nay chú lấy quà cho đi. Hải đâu? Hải không biết á? Thế ai cắt cỏ dưới kia đây? Ông cắt cỏ à? À, đi xuống xem ông cắt cỏ một chút nào. Nào đi ra đây. Đi ra đây, anh đâu? Sợ chú à, trốn này. Không à, thế sao trốn? Bố có ở nhà không? Bố mẹ có ở nhà không? Có à? Thế cùng chú đi về nhà một tí nhỉ? Trước khi đi về nhà thì đi xuống thăm ông một tí nhỉ? Đi. Còn ở với ông không? Hả? Có à? À thế là bây giờ lại vẫn đang ở với ông đúng không? Thế bây giờ còn ở với ông không? Không ở với ông à? Thế là bây giờ lên ở với bố mẹ đúng không? Thế bây giờ ông ở với ai? Ông ở mình à? Đi xuống xem ông đó. À, Hải cắt cỏ kìa. Hải đang lấy cỏ hay đang làm gì đấy Hải? Lấy cỏ à? Đi đường đấy à? Đi đường nào? Đã đi đường này à? Bây giờ đường này thì là vào cái thời điểm này là đi là cũng rất là trắc trở các bác ạ. Sắp cắt được cỏ chứ Hải? Hả? Bây giờ cùng anh lên trên lấy quà một tí nhá.
Ông thì ra tận đây để mà cắt cỏ đấy các bác này. Mùa này thì là ở những cái thửa ruộng là có cỏ rất là nhiều. Buộc chưa? Chưa đâu à? Thế buộc cỏ đi xong đi về nhá. Hỏi nhà đưa mấy gì? Ôi, na gì có lạc lái nước nào này à? Ui rồi, chỗ nhà ông thì chỗ này là cũng bị sạt đấy các bác này. Ruộng cái này là ruộng của nhà ông ấy. Cá ông chè dù có tộc nhá. Thế bố ta xuống con ế dù, là ngào dù á? Vậy cho lực vừa hỏi ông là à, thời điểm này là ông ở một mình à? Thì ông bảo là ông ở một mình các bác ạ. Không ở cùng với lại các con của chú nữa. Sắp tu bà chè? Sắp tu rồi ta? Hốt này hát cảm viên đấy mấy? Bố cầm nó? Đây là ông không buộc thành nhà bó như này các bác này. Hải sắp đủ chưa Hải ơi? Buộc chưa? Chưa đâu à? Thế buộc đi. Xong thì cùng anh đi về. Làm nó mà tốt hơn bao giờ gì hả? Cỏ này thì rất là ngắn của bác cỏ này. Mùa này thì là ở trên nhà các em thì là những cái cỏ này này các bác này có rất là nhiều, thành ra là vấn đề mà nuôi trâu nơi này kia thì cũng gặp khó khăn đấy. Cái nguồn nước này là hoàn toàn là cái nguồn nước sạch của bác ạ, nguồn nước này cho nên là rất là thích hợp với lại là nuôi cá chép ruộng. Bây giờ đi về nhá. Nãy hôm nay quên cầm tăng đơ lên chứ không là chú cắt tóc ra rồi. Ôi. Ra đây cắt cỏ lâu chưa Hải? Hả? Lâu rồi à? Một mình đi cắt cỏ đấy à? Đây sửa nhà làm gì? Sáng nay sửa vừa đi lấy củi về á? Tận sáng nay cơ à? Bây giờ trưa rồi. Xin chào các bác. Thưa các bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ của bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, bao nước uống hàng ngày. Đúng rồi, nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này của bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này của bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ui ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh của bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Thì có lời cho các bác các chị. Thì chỉ là lúc này nếu mà chỉ uống bên nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến thì nhưng mà
ít thì gửi đi cho các chị, các em, các chị. Rồi nữa rồi, không biết nói nhiều, xin cảm ơn các chị, các bác. Rồi, xin cảm ơn. Hải không dùng cái bao tải à? Em quên mang đi. Quên mang à? Thế là lần nào đi cắt cỏ cũng thấy quên đấy nhở? Vác được chưa? Được chưa? Đi. Có một cánh đồng ruộng này nhìn trong rất là đẹp các bác ạ. Đến vào cái thời điểm hiện tại ấy, thì là tất cả những cánh đồng là phủ màu xanh. Còn đến cái thời điểm mà lúa chín ấy, thì là hiện lên là một cái màu vàng là khá là đẹp. Này là cũng là của Hải hết à? Hả? Này cũng là của Hải hết à? Của ông ạ. Của ông á? Vâng. Rồi, cẩn thận nhá. Vâng. Các em là đi cắt cỏ này này các bác này. Cái cây cỏ này rất là ngứa nhưng mà thấy là cũng không có dùng thêm cái bao về mà để mà che cả. Đâu còn toàn mặc áo tay cọc nữa chứ. Tu bà dê. Tu bà. Này dê hòn cào như mấy? Này dê hòn cào như mấy? À. Thế là cỏ này là một mình ông cắt hết à Hải? Đúng rồi ạ. Vậy ông thì đi sâu các bác ạ. Vậy ông thì năm nay là 80 tuổi rồi các bác nhá. Đấy, nhưng mà ông ở nhà thì vẫn rất là chịu khó là đi cắt cỏ này. Những cái chỗ mà vừa rồi Hải thu gom cỏ ấy thì là hiện rồi. Tất cả là đều là hoàn toàn là ông cắt hết. Hải là chỉ có việc là xuống đây để vác thôi. Thế Hải là ra đây lâu chưa? Lâu rồi ạ. Hải sắp đi học chưa? Chưa đâu ạ. Chưa? Vâng. Ôi cẩn thận nha. Ôi lên cái dốc này thì nói là thở hổn hển đúng không á? Cái dốc này thì cháu Đức đã từng là vác thóc lên này, vác rơm lên này, và cùng hai anh em Hải Sử là vác cả mạ nữa. Để đâu ấy? Để đây à? Để đây ạ. Ờ. Hải là không chơi thắt lưng à? Không chơi ạ. Thế bây giờ có mệt không? Có ạ. Có à? Thế ngồi nghỉ ngơi đã. Xong à, cùng anh lên trên nhà chú một tí nhà. Vâng. Chào Hải, xin kính chào quý ba cô chú anh chị ạ. Quần này có vẻ như rộng hay sao? Ôi ôi. Không thắt lưng à? Không thắt rồi. Thắt lưng đâu hết rồi? Chưa mua rồi. Này, sao lại hai cái điện thoại ấy? Một cái của ông. Một cái của ông á? Ừ. Tức là vừa rồi đi xuống cái kia bắt wifi à? Vâng. Rồi, đi. Chờ em tí ạ. Làm gì đấy? Cái điện thoại. À, điện thoại để cho ông à? Nhà của ông thì chất lực cũng vào là nhiều lần rồi, cho nên là không có đi vào và ghi hình thêm nữa. Đây, cái khung cảnh nhà này là độ tầm là một năm về trước ấy. Ba ông cháu là vẫn còn ở chung với nhau, là chưa có ngôi nhà mới đâu các bác. Đấy là gặp Hải với Sử là hai anh em là còn
rất là đen. Nếu mà như các bác muốn xem lại thước phim từ đầu thì một hôm vào đấy cho Đức sẽ re-up lại, đăng lên cho các bác xem là những thước phim của hai anh em hải sử về đâu. Đây là của nhà chú à? Thấy là bị sạt xuống nhiều đấy nhở? Chỗ này là mất đâu đó là nửa bá thóc ấy. Ô, vừa rồi cái thanh niên kia đâu nhỉ? Và là ở đây đợi cùng anh lấy đồ cơ mà. Hải bác hai thùng mì tôm nhá. Hải bác hai thùng mì tôm đi, hai thùng mì tôm này. Cái này là nặng hơn, thì để anh vác cái này. Rồi. Ui, chỗ này có vẻ sạt ghê chứ nhỉ? À, bị sạt xong là di chuyển cái này đi rồi à? Ui, cái này cũng bị sạt ghê đấy. Cả một mảng luôn chứ. Có phải ít đâu. Nhà chú của Sử thì cũng thuộc dạng là hộ nghèo của bác. Thì cũng được là nhà nước người ta giúp đỡ một cái ngôi nhà, nhà ghép. Còn phía ngôi nhà bên này thì là con trai lớn đi làm, xong rồi tiết kiệm tiền gửi về cho bố mẹ, thuê người ta làm. Gỗ thì tự có. Bảy à. Đây, Bảy với Bông lấy thùng mì tôm này đi vào đi. Này. Này. Rồi. Đấy đi cất đi nha. Đây. Em xin. Rồi, đi. Áo với đó này. Nhất to, nước cả nát nè. Tôm đó à. À, đây là Bảy. Chào các bà cái nào Bảy? Chào các ông các bà. Rồi, năm nay học lớp mấy rồi? Học lớp 5 rồi. Ai đâu phải, học lớp 1 mà. Năm nay học lớp mấy? Học lớp 1. Rồi, thế năm nay Bảy được bao nhiêu tuổi? 6. 6 tuổi. 6 tuổi ạ. À. Rồi, nào Bông, thế đây nào. Con chào các bà. Con chào các ông bà. Rồi, bỏ cái này xuống. Năm nay học lớp mấy? Lớp mấy tuổi? Lớp 5 tuổi. Lớp 5 tuổi nhưng mà không biết nói 35. Con lục ít ra nào đây nhá. Thế là hai người con của cô là đi làm công ty mất rồi quá. Có mối là bây giờ là còn mấy bạn nhỏ ở nhà thôi. Cái này là cái gì đây? Hả? Chứ vào đi. Bảy là vẫn chưa biết chứ đâu. Ôi. Chứ này chứ của ai đấy? Hà Hải. Ra đây cho anh hỏi. Đây. Ra đây cho anh hỏi. Chứ này chứ của ai đấy? Của em á. Ra đây xem nào. Đây xem nào. Ui giời. Chứ đẹp quá của bác này. Ui. Ở lớp có được điểm chữ đẹp không? Không. Không được á? Ui, nhưng mà chú này thì các bác là công nhận này này. Vết là viết rất là đẹp. Ui, đây này. Công nhận là cháu được nhìn thấy cái chú này là đấy mê luôn các bác. Thế là năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 6. Học lớp 6 à? À, thế là tên là gì ấy nhỉ? Sân. Tên là Sân đúng không? Sân năm nay học lớp 6 đúng không? Ui, công nhận là chú đẹp quá. À, có cái quyển vở nào không để chú xem ra nào? Xem là có đẹp bằng này không? Còn quyển nào không? Nó viết bút mực thôi. Viết bút mực á? Ừ. À, thế như quyển khác thì viết bút gì? Bút bi. Bút bi á? Ừ. Thế thì vừa bút bi đâu? Cho chú xem một tí, anh xem một tí. Viết công nhận là viết đẹp quá của bác này. Dòng nào ra dòng đấy là rất là thẳng. Đấy, các em thì hầu như là ai đều học khá là giỏi đấy. Nhưng mà do là gia đình là không có điều kiện cho nên là bỏ học từ rất là sớm. Lấy ghế đây cho anh một cái nào Bảy ơi. Đấy. Bóc thẳng mà ảo thùng quá này. Ghế. Nhất là bà này con năng này mà nhất này. Chưa năng này mà. Nào, ra đây. Rồi, Bảy ngồi đây.
Bé ngồi đây. Đấy, ngồi cao ấy nhờ. Ôi ôi. Chứ đâu, vở đâu? Xem nào có đúng không? Xem nào có đúng đúng chữ của mình không? Nhưng mà công nhận là sân là viết chữ rất là đẹp. Này, con gửi hơi ảo ạ. Không có rồi à? À, thế là mất rồi à? Mất vở à, mất rồi cô bác. Ừ à. Bạn bông phạc đồ mà ảo yếu ta thùng thùng mì tôm đi nè. Bạn này bày, bày ta bông cầm bè à. Ở đây thì là con của cô thì hiện tại là đang có ở đây là 1, 2, 3, 4 người, 5 người rồi. Còn hai người lớn nữa thì là đi làm ở công ty. Có công ty mấy ảo? Phải học công ty chưa đấy? Thế là làm đi làm công ty gì là bố mẹ không có biết cô bác ạ, chỉ biết là đi làm thôi đấy. À, văn này bóng phẳng mà làng ảo thùng đố này. À, mà, ảo văn này làm tọc nhá, ảo văn đi đây mà. Nên... ảo văn tặng năng đi đây mà. À, sân này có dao nào không? Hải ra đây, Hải. Ra đây. Hải ra đây. Có dao không hả Sơn? Lấy cái dao to kìa, cái dao nhỏ nhỏ này. Bảy ngồi đây. Lấy ghế ngồi đây. Đấy. Đấy. Rồi. À, trước khi đi vào mở quà thì cháu được xin phép là nói lại thêm một lần nữa. Và nói lại là cho các chú nghe. Sơn ra đây xong là tí nói với lại bố mẹ là ai gửi cho nhá. Đây, lấy ghế ra ngồi trước mặt anh Hải này. Lấy ghế tròn tròn này. Áo ơi, mà chủ tôi lắng vẫn bày đấy cái nào. Áo mà năng năng thì lắm. Vậy nhà thì rất là đông con của bác ạ. Còn hai anh cả nữa là còn chưa có về này. Nay lên chờ bông mi giáo dùng 37 giờ đồng nay rồi. Đi gửi mà hợp ảo đi. Đi xin công sư tất cả đáng là công an nào. Đi phạc mà ảo đi là nó mà hợp ảo ta bông. Bây giờ thì cháu được xin phép là mở cái phần quà của 37 của bác nhá. Đấy, cũng có rất là nhiều cô bác cũng nói rằng là khi mà đưa quà ấy là không cần mở cũng được, đưa luôn cũng được đấy, nhưng mà ở đây thì sợ là bên trong nó có cái phong bì gì ấy, hay là mở ra để cho các bác cùng biết để xem là có những cái đồ gì đấy. Bây giờ thì cũng chuẩn bị là vào đến mùa thu rồi, áo này thì không biết là vừa áo của ai đây. À, cái này là cái chăn đây, bây giờ phần pha hợp bóng 7 không đến nay cùng từ. Này ảo. Đấy. Áo này là xem nào. À, cái này là cái váy của bác ạ. Cái này váy thì chắc là con gái về là mặc được. Đấy, hay, đây thì hầu như là toàn áo là toàn váy thôi. Này bảy. Đấy, cho bảy cầm này. Này thì cũng là váy này. Đấy, mấy nữa chị về cho chị mặc nhá. Cái đồ này thì cháu được sẽ lấy ra để cho gia đình xem là ai mặc được cái nào thì là tự chọn, tự mặc. Đấy. Đây, nào. Đấy. Này, nãy là có cái bộ siêu nhân này. Này thì chỉ có thanh niên, chắc là thanh niên này mặc vừa nhỉ? Nhờ. Này, bộ siêu nhân rất là đẹp này. Cái này thì sân mặc vừa. Đấy. Cái này thì không phải chọn nữa. Cái này là thanh niên kia đấy, hơi lão bắt đầu đây à. Đấy, và đây là có thêm là hai gói kẹo nữa thì xem này. Cái này là cháu Lực gửi cho cháu Hải hai bịch kẹo giúp bà nha, 37. Cái này là của 37 là đưa cho Hải nhá. Kẹo nhá. Một tí nó đi xuống là chia cho ông nhá. Rồi đây. Rồi. Còn cái này là của chú này. Đây. Thì chú cầm một gói này. Đấy. Cháu xin phép là cháu mở ra một gói để chia cho các bạn nhỏ nữa nhá. Đấy, cũng như là thay mặt 37 là chia cho các bạn nhỏ này cô bác này. Đấy.
Thanh niên kia làm xong chưa ạ? Đây Hải chưa mở túi thì anh cho Hải mấy con này. Rồi. Đấy. Thanh niên này nào. Rồi, đấy. Nào, bảy nào. Nó thang này. Đấy, tay thì rất là nhỏ. Nào, đây. Rồi. Mẹ ảo chín nhúc này. Nào, thanh niên kia ra đây. Kẹo này, ra đây. Đây, ngồi đây này, ngồi đây này. Ngồi đây này, đấy. Đấy, đây, kẹo này. Đấy, còn là cái gói to còn lại thì sẽ gửi cho cô nhá. Này chơi hơi như nào không? Từng đấy, từng hơi như nào cả nên giúp bản là bốc hơi chứ. Này là cái mú này rồi. Mùa này thì chưa, mùa này thì đến là buổi tối hoặc buổi sáng thì đội được. Này hơi lục chai ế rồi. Có một em bé thì đang ngủ rồi các bác ạ. Cái này thì cũng cho bạn nào đi học đấy. Này. Đấy, đi lên toàn là cung sư cả trên này. Trong này thì là toàn áo hết rồi các bác ạ. À, áo này thì là thanh niên sân này mặc vừa hay là thanh niên cái mặc vừa nhỉ? Đây cho thanh niên cái cầm một cái này. Đấy. Đấy cái quần này này. Đấy ui, vừa thế nhỉ? Đây. Đấy. Đây cũng xem là có áo của bảy cái nào không? Tìm cho bảy một cái nhá. À, này là hợp y mông như nào nào. Đấy, cái này là vừa cái con trai út của chú. Nên là con trai là đang ngủ rồi. Nay cho tháo ra luôn này ạ. À đây là một bộ luôn các bác ạ. Đấy. Xem mà tìm cho bảy một cái nào. Đây cũng là một bộ này. Cái bộ này thì là còn là mới luôn. Không biết là Sơn có mặc vừa không nhỉ? Sơn mặc vừa không này? Sơn mặc vừa à? À vừa nọ. Thế là cái bộ này là cho Sơn nhá. Rồi đấy. Bộ này là cho Sơn. Cái này là chỉ có hai thanh niên bé bé thôi. Áo... hiệu Balen Chicago này. Đây. Không biết là bảy là chưa được cái bộ nào nhỉ? Bảy nhờ. Này, này chỉ hơi Sân lên nọ. Đây, Sân. Đang cố tìm cho bảy một cái này, này, một bộ này. Tháo lên vừa ý mong ở nọ. Bộ này là hợp vừa với lại con trai út rồi, đấy. À đây là chắc của Sân nhờ. Có cái áo nhiều đấy, sắp cao bằng người rồi. Đấy, cái này thì có mấy bộ áo nhỏ nhỏ này. Nhưng mà không biết là hai bạn nhỏ này có mặc vừa chưa. Bày nó vừa vừa nó nè. Hơi tứ này, lấy cắm hơi vui đấy. À đây này. Cái áo này thì bày thì là vừa rồi. Này, bảy này, mấy nước mặc này mặc đi học nhá. Đây cũng có này. Đây thì có một số cái là sẽ là quần áo cũ. Nhưng mà khi mà các bác gửi cho thì các bác cũng giặt rú với lại cất gọn rất là gọn gàng rồi. Này nào. Quần này thì vừa ai này? Sân đúng không? Không phải Sân đâu, quần này là trống à? Đúng rồi. Trống, đấy. Này là... không biết là của ai nhưng mà để đây cho chú nhé. Không biết là vừa ai ấy. Này là vừa bảy rồi nhờ. Đấy. Cái này là vừa bảy với lại vừa mông này. Đấy. À bông. Ôi bông ở đây có một cái này. Cho là bông với bảy đi. Đây. Đấy. Cái này là cho bảy hay là bông thì mới vừa này chú này. Hay thì bảy ra thì bông ý chứ thôi. Này là quần cho mấy bạn nhỏ này. Đấy. Này là siêu nhân à, người nhện. Ai thích người nhện đấy? Hả? À, Sân đúng không? Thấy cái cười rồi. Nhưng mà chóng là cầm cho đi. Đấy. À, đây là tờ báo luôn. Đấy vừa rồi thì cháu Lực cũng đã gửi xong là cái phần quà của bà Bảy. Là dành tặng tới cho gia đình của chú Sử rồi. Thì cháu Lực cũng... xin thay mặt là gia đình của chú gửi một lời cảm ơn tới bà Bảy. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, bây giờ thì cháu nha. Cháu đúng không? Năm nay thì học lớp mấy rồi? Học lớp 9 rồi à?
Alo Chín, thì bây giờ là nhận được quà của bà thì gửi một lời cảm ơn tới bà nhé. Vâng. Con xin cảm ơn bà. Con xin cảm ơn bà. Rồi, con chúc bà. Con chúc bà. À, thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Rồi, áo này sao để cao đấy? Thoáng này đấy. Thoáng này thì nó mới ấy nóng này. Hôm nay thì quên cầm tăng đơ của bác, không thì tăng đơ là cắt cho hai bạn này rồi. Ấy thì Sơn nhá, gửi một lời cảm ơn tới bà nào, lấy áo này ra. Con cảm ơn con bà. Con chúc bà. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Rồi hôm nào thì ra anh cắt tóc cho nhá. Đấy Hải thì cũng nhận được phần quà là bánh kẹo của bác ạ. Con cảm ơn bà. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Hải thì có vẻ như là run ấy, lâu lắm không quay phim à? Không run ạ. À, đấy là run là đói cả mặt rồi. Thì ảo hát khẩu mèo cảm ơn ba bảy cảm ơn. Ừ. Ô chậu bù chả khô tua 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 bị chả nhỏ ha. Ô chậu tua bù. Đấy vừa rồi thì chú nói gì Hải có thể dịch lại cho anh nghe được không? Chú bảo là cảm ơn bà gửi quần áo về gia đình chú ạ. À rồi. Thế thì nhắc lại hát khẩu mèo cảm ơn. Ừ, ớt cháu sẽ phụ cho khất lộ ra cho cú cháu nhỏ, cú ớt cháu đâu. Ê, lý ra phụ chính một lắm mà dù, cháu không, cháu tốt nhất cháu cháu sứ mà ớt cháu phụ. Đấy, bây giờ thì để Sơn dịch nhá, Sơn dịch là mẹ vừa nói gì? Mẹ bảo là, cảm ơn các ông các bà. Thì... Gửi cái gì cho mình? Gửi quần áo cho mình với sức khỏe và cảm ơn các ông con bà. Đấy thì bảy thì có thích kẹo không hả? Thích à? Thế thì cảm ơn bà bảy nhá. Con xin cảm ơn bà bảy. Rồi nào bóc nào. Con xin cảm ơn ba bảy. Con xin cảm ơn ba bảy. Rồi đấy. Mấy bạn nhỏ này thì là nói tiếng phổ thông thì còn rất là ít của bác ạ. Đấy thì bảo với lại mẹ, bảo với lại bố mẹ nhá là ba bảy là gửi thùng đồ này cho gia đình của các em, với lại là thêm là 2 thùng mì tôm nữa nhá. Nhà các em thì là nhà của chú, cô chú thì khá là đông người của bác, cho nên là lúc đầu thì bà bảo là mua một thùng đấy, nhưng mà bà bảo là mua một thùng. Bà cũng định là mua 2 thùng đấy, nhưng mà bà mà sợ cháu Lực là đi là vất vả đấy, cháu Lực nói là không sao cả. Đấy thì bà cũng đồng ý với ý kiến của cháu Lực là mua lên 2 thùng gửi cho gia đình của chú. 2 thùng thì nó cũng rơi vào tầm độ 60 gói. 60 gói thế này thì là nếu mà để ăn sáng gia đình thì cũng đâu đó là được một tháng chẳng hạn, các bác không được một tháng thì cũng được là nửa tháng. Đấy thì hôm nay thì cháu Lực cũng đã gửi cái phần quà của bà Bảy là tới cho gia đình của chú rồi, cho là 2 anh em Hải Sử nữa. Và cái video này thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và xin cảm ơn tất cả cô bác đã luôn luôn đồng hành cùng bản em. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Xin chào các ông, các bà. Đấy.